2 tiếng. Còn bây giờ chị lại tháo 2 tiếng từ lúc chồng gọi điện cho chồng. Vợ like hôm qua, vợ mình like mấy tiếng nhỉ các bạn nhỉ? Mấy tiếng đồng hồ, 2 tiếng không thể hết được. Bệnh cái này lâu lắm. Bệnh cả đầu, bây giờ lại tháo. Đây, chụp được, chụp được kiểu ảnh không chứ? Thì quay được video ra đài truyền hình thôi. À, chụp được kiểu ảnh. Đẹp không mọi người? Nhìn bẩn bẩn. Đẹp. 3 tiếng à? Ủa, thế à? 3 tiếng. Dài, đẹp. Nhưng mà khi mà bệ nó cảm giác này là nặng mấy cân đấy các bạn. Cảm giác là kiểu đầu nó bí, không nghĩ được gì á, bực mình nữa. Cô áo vét làm tóc đẹp vậy. Đâu đây không phải nhân viên làm tóc đâu các bạn. Đây là nhân viên của nhà mình thôi, không phải là nhân viên làm tóc đâu. Nhưng mà người dân ở bên này thì gần như là ai cũng biết đan tóc, bện tóc từ nhỏ luôn, từ bé luôn. Giống như kiểu trẻ con mình hay ngày xưa ấy, ai cũng biết bắn bi ấy. Như mình ngày xưa cũng biết bắn bi ấy. Các bạn nữ thì chơi nhảy dây. Nhưng mà tháo này ra nhá, nhìn tí tóc nó xoăn 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 nhìn buồn cười, nhìn hay ấy. Hello mọi người. Mình đang set up cái này để chuẩn bị live stream nha mọi người. Set up máy ảnh cái máy tính để chuẩn bị live stream bằng thiết bị cao cấp. Set up phòng live đẹp đẹp là mời em trai lên live stream bán hàng. Ui giời, cắt thế vào tóc thật thì sao? Quy đa đúng mấy cái tên lỗ gì này. Ơ, cắt thế vào tóc thật thì sao? Cắt thật đấy, tóc vừa dài mà. Original, chị. Meu Deus. Toang ấy. Toang ấy. Tự dưng tí sao lại chọc. Chồng nghĩ nó vỡ vậy. Không sao đâu. Outra não tem. Cabelo original não. Não. Ui giời. Trời ơi, cái kéo cắt thịt của tôi. Ui giời. Cái điện thoại ra mà edit. Hả? Kéo cắt thịt mà các bạn, không phải kéo cắt tóc đâu. Đây các bạn ơi, chúng tôi đã có một mái tóc không cần phải dập xù. Nhìn giống con chó tóc xù vết. Ừ. Nhìn đấy giống nhìn nhỉ, đây nó vàng vàng ở dưới này, kiểu con chó nhuộm tóc ấy. Đầy ở nhà, người ta nuôi chó cảnh, người ta nhuộm tóc đầy. Nhìn nó cứ xù xù, xoắn xoắn cái gì nhỉ. Đau nha. À hôm qua vợ quay một video YouTube rồi đấy. À thế YouTube về làm tóc á. Thế vợ đăng đi. Không, các bạn cứ đòi video nhà mình suốt. Các bạn mắng ấy. Đây. Yeah. Cota para mi eu vou tirar. Deixa eu filmar aqui. Yeah. Đó các bạn ạ. Corta para mi só, eu vou tirar. Đây các bạn ơi. Mình sẽ bỏ những cái tóc giả và tóc thật này, nó là ra nhau, nó ấy nhau ra. Hôm qua mới làm xong, nay gỡ. Không gỡ thì hôm nay mình cho ngủ ngoài. Qua ngủ ôm, xong sờ sờ vào đầu. Eu bonita? No. Ta bonita? No. Ta bem bonita? Na bonita. Fende com?
Caralho. Ok. Chết rồi, đến đoạn này không biết làm nào nữa rồi. Điện thoại mình mà hết một bộ nhớ luôn, sợ thật. Đợt này nhà mình nhiều việc đột xuất nên là rất bận từ sáng đến tối, từ tối đến sáng không lúc nào ngừng nghỉ, nên là không có thời gian để ra video cho mọi người xem tại vì công việc nó nhiều quá. Tira. Tommy, você vai buscar faca a casa? Buscar outro. Faca. Com zá, né? O zá. Tá, olha. Dança. Tira cabelo com dança também. Com cabelo original. Não. Chính ra làm cái kiểu tóc. Xin được vé về nhưng chưa chắc đã về được rồi các bạn. Đợt này bận quá. Chị áo vét tóc chất thế. Hôm qua bạn nào cũng thích bạn áo vét này. Khôn nhỉ. Đấy các bạn nhìn xinh mà. Mỗi đất nước có một vẻ đẹp riêng mà. Mình chưa, Hoàng với cả Linh chắc chưa. Phải gần lúc mà gần về thì mới nên chứ. Nên ở dưới đấy cũng bận việc nhiều, công việc nhiều. Lúc nào gần về thì mới lên. Đợt này mình bận, mình không xuống đấy chơi được mấy anh em. À, tôi đi ra rồi nhưng mà bố gọi thử lại anh Đông mình ngó cái mà. Không biết làm nào gì. Những cái này được hết rồi mà. Nhìn như người mẫu. Huy làm đi, Huy đâu à? Ăn lại gì đấy à? Mệt. Tuti đang đi ngủ rồi mọi người. Ngủ trưa. Mình đang làm gần Bình Giang, chỗ quê anh Tiến. Ước được một lần gặp vợ chồng anh. Huy cứ vào làm đi. Bạn Ngọc Anh làm ở chỗ nào, chỗ Bình Giang vậy? Lấy điện thoại ra vào làm. Ui giời. Lại mang cả dao thái thịt ra rồi. Tí trên đầu toàn mùi thịt. Ui giời. Nhìn cái mặt sát thủ nhỉ, này lấy chồng mà thì phải biết đấy. Hôm Lê Bảo Bình sang thì mình cũng Đông kìa anh Đông ơi. Anh xem một em phát. Là cái là thế đâu video này chưa cập nhật nữa. Không biết cập nhật kiểu gì ạ? Đấy em cập nhật rồi mà nó xem. Không nhiều đang chạy đây à.